Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục tối hôm nay thì em sẽ quay chi tiết ruột gan cũng như nội thất ngoại hình của con Amly Luckman L80V anh em nha. 80V thì em sẽ quay trước con này, lần lượt ba em này em sẽ làm luôn cho anh em hả. Thì máy là ok, hoạt động hảo. Bây giờ em sẽ quay trước ha, anh em nào chốt con nào sẽ test em gửi nha. Về mặt mũi thì quá đẹp. Nói chung là hai ba con này em về hôm nay quá đẹp anh em nha, không có điểm điểm trễ chơi rồi. Em xem này, em xem nha, phải gọi là siêu đẹp luôn. Nút ốc bọng thì còn quá tuyệt. Đây bên trong này anh em, cái bên đáng nữa là những cái con này thường nó về nó bẩn lắm, đây cực kỳ sạch sẽ và cực kỳ đẹp luôn anh em thấy ha. Nó rất đẹp luôn, con này làm như nó bị tồn kho, nó không xài hay sao anh em. Đó, anh em thấy này, những cái chân rất linh kiện. Ôi rồi ôi, nó mới lâu lắm rồi em mới thấy được một con là 80V nó đẹp đến mức như vậy anh em nha. Và con 85 kia nó cũng như thế này đây. Thì em sẽ làm từng con trước anh em nha. Đây. Đó. Quá đẹp. Không không ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Nó đẹp đến mức đây nè. Đó, đích khu vàng nghế anh em nha. Đích khu vàng nghế luôn. Đó. Mỹ mãn, nói chung là chiều nay em về ba con ly này đẹp lắm. Rồi. Đây. Còn rất mới luôn, những cái chi tiết đó anh em để ý cái những cái chi tiết nha. Số series nè anh em nha. 3140 ha, 3140 nè anh em. 200W nha, điện 100V. Đấy. Đây là số series của con 80V anh em nha. Đây nè. Đó, để anh em khỏi lăn tăn ha, em khỏi gửi số series cho anh em nữa nha. Đây. Ui giời, chân rất cắm này. Đây, cái điểm thôi anh em nhận biết ngay là đa phần là những con 80 85V là nó sẽ hay bị mấy cái này ten trước này, mà cái này còn còn sáng giới luôn á. Em không nghĩ là nó mới như vậy. Là em biết rồi. Quá mới ha. Rồi anh em. Sexy bên trong này. Anh em thấy không? Vàng ghế luôn. Đây là cái hộp gỗ này. Mới khủng khiếp, hộp gỗ là còn duy xì hết nè. Chân nè. Anh em thấy được cái dấu ốc mình mới mở ra luôn, nó mới có một dấu thôi, nó không có nhiều. Đó. Ở cái hộp gỗ này nguyên hiện hết, chân mát rồi, ba cái chống nhiễu nè. Luckman làm rất là kỹ anh em nha, chống nhiễu cho cái hộp gỗ đây, nó gắn vào máy không có bị nhiễu nè, rất đẹp đó, quá tuyệt vời. Cho con đây là 80V anh em nha, 21.500.000, 21.500.000, quá đẹp. Nói chung là em ít khi nào mà khen nức nở như thế này, tại vì nó quá đẹp nên em phải khen thôi. Đây những con ốc đít của nó nè, anh em thấy nó còn phải gọi là cực kỳ mới luôn chứ không phải là mới nữa. Đó, cái con ốc mà nó còn mới mà. Đấy. Đó, đây là một con. Đó, tổng thể anh em nhé, rất đẹp. Hôm nay chiều nay về mấy con ly nói chung là rất là vui, bởi vì nó đẹp. Nó đẹp, quay cho anh em nó sướng. Thứ nhất, cái hai là bán lẻ anh em nhé, đẹp anh em bán lẻ lắm, rất là sướng. Đó, anh em nào bác nào coi yêu thì chốt ngay nha, để em đút vào này. Đó, giá là 21.500.000. Đó, em bao ship cho anh em nha, nếu chuyển khoản đủ nha. Đấy. Có một tay ha. Làm hơi cực. Anh em thông cảm nha. Quay cái máy nó lắc tới lắc lui ấy. Đó. Nó sắp vào vị trí hết rồi nè, dướng nè. Rồi, rất đẹp. Nè, động thể vô ráp lại nè. Em xem từng chi tiết nha. Cái hộp gỗ là không có tút tiết luôn anh em nha. Thường cái hộp gỗ này ngay cạnh này, con này không bị luôn. Con kia cũng vậy, ba con hôm nay về quá đẹp, không có điểm trừ. Đấy. Em ít khi nào về mấy dòng này mà thật ra nó báo em cực kỳ đẹp thì em ok cho về. Mà nó đúng là đẹp không ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đấy, rồi. 21.500.000 cho con Amly Luckman 80V. Thì em không có giới thiệu chi tiết nhiều, chủ yếu là quay đầu đẹp. Tại con này nó phải gọi là quá quen thuộc với anh em chơi audio rồi. Đánh hai cầu AB này anh em nhé. AB này. Ba lăng ha. Cổng vào, nút nguồn, bát trép. Đấy. Rồi anh em nhé. Anh em nào yêu thì phone ngay cho em. 21.500.000 là bao ship toàn quốc ha. Anh em chuyển khoản đủ là em bao ngay. Còn anh em muốn siêu cọt chuyển trước với em 20%. Đấy, 20% thì em sẽ gửi hàng. Anh em nhận hàng kiểm tra thanh toán đúng số series, thanh toán cho bưu điện và trả luôn phí ship anh em nha. Rồi, tới đây em xin kết thúc và xin cảm ơn rất nhiều ạ.